Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của mình nhá. Chúc bạn mọi người mới thật là vui vẻ, trở nên khỏe mọi người nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip. Đấy, hôm nay được nghỉ rồi anh em ạ. Đấy, hôm nay được nghỉ rồi. Hôm nay sẽ làm clip cho mọi người xem nhé. Lâu quá không ra clip, chắc là nhiều mọi người hóng, rất nhiều người rất mong chờ. À, một phần quà dành cho những các bạn mà dành cho bạn mà đạt 500 bình luận ở video trước ấy, thì chắc mai kia mình sẽ tặng cho người đấy nhá. Còn video này ai tiếp tục lại là người cố gắng giúp mình đạt 500 hay 1k bình luận thì mình lại tặng tiếp cho người đấy nhá. Mọi người ai mà là người thứ bao nhiêu thì mình sẽ chọn ra người may mắn để mình tặng nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ lên khung chiếc diều, làm chiếc diều cỡ 1m92 diều dáng song vân anh em nhé. Nhiều bạn yêu cầu là làm kiểu song vân nhé, hôm nay mình quyết định làm kiểu song vân. Ok, không đi thiên, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhá. Nhớ like và đăng ký kênh, bấm chuông bên cạnh theo dõi những video tiếp theo ủng hộ cho mình nhá. Yes, mình làm diều đây. Đấy, vậy là mình đã lên này, ok này. Anh em nhìn nào. Ấy xa. Nhìn đã giống kiểu của song vấn chưa? Anh em song vấn của đất tên yên mình chưa hả anh em? Anh em thấy quả này thế nào? Bây giờ mình sẽ khâu nhé. Xong rồi mình khâu hoàn thiện rồi cho anh em cùng ngắm nhé. Rồi. À thì mọi người cũng có một số bạn hỏi làm sao khâu bóng căng được. Đấy. Thích khâu bóng căng thì mọi người phải ghi trước như mình nha. Ghim cây rồi mọi người. Thích khâu bóng căng phải ghim. Không ghim là khâu bóng sẽ bị trồng. Ok nhé, mình đã ghim xong nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy ra được long lanh như kiểu giống y hệt của song vấn chưa? Long lanh và lung linh luôn. Nó cũng phải gọi là lung linh và long lanh luôn. Bây giờ mình sẽ khâu nhá. Hey, long linh lung linh. Nhanh.
few moments later. Ok các bạn nhé, mình đã hoàn thiện xong rồi. Đấy, không biết là có giống chuẩn 100% không, nhưng cũng gọi là, mà nói chung là cũng không. Đây, mình đã làm xong con dáng song vân đây nha các bạn nhé. Đấy, anh em thấy chim mừng chưa, bồ kết chưa? Bạn nào mà thích những chiếc diều, những chiếc sáo đơn như này của anh em mình đây, chia mình lắp cho nó chiếc sáo đơn D45, à D43. Đấy thì iPad với Zalo, số điện thoại Zalo mình để trên đỉnh nhé. Mọi người ai muốn đặt thì gì đó, đặt sáo dán bất kỳ thể loại gì thì mình sẽ để số Zalo cho mọi người theo tham khảo nhé. Bây giờ là sẽ đi test thử con này xem thế nào, mọi người đi theo mình nhé. Mình đi thử nhé các bạn nhé. Đây, không biết là quả là có bay thành công không anh em ạ. Ôm gió đông ấy, thì mày vẫn phải đi đâm chéo chéo kia thì vẫn bị xuống đồng như này ở đây. Mày thích chạy mày xuống đồng chạy gì à, con chạy chạy xuống đồng em dép quốc không đeo thì... này ôi mà đi đâm nó thích đòi chạy các bạn, khổ như chó kia. Nhìn thì cái kia nó bay bay kìa. Giờ sẽ cho em này bay nhá. Lúa đang cánh đồng chín này. Hôm nào có mọi người thích ngắm flycam cánh đồng lúa chín của mình thì hôm nào mình sẽ lắp camera và cho mọi người nghe một quả bộ giàn sáo mà cùng ngắm cánh đồng lúa chín mình nhá. Đây mê. Vừa rồi nó đâm không căng mấy, giờ đâm căng lì, chạy một phát xem nó lên nặng đầu hay như nào mọi người nhá. Nào. Lên rồi anh em ạ, lên rồi. Ôi không có gió các bạn ạ. Ôi vậy là lên rồi nhá các bạn nhé. Ôi rồi cứ tưởng là không lên được cơ, làm gì chỉ sợ gì không lên thôi các bạn ạ. Còn lên được rồi thì lặng đầu hay nhẹ đầu thì sửa là chuyện đơn giản, chỉ sợ diều cứng quá phải tháo ra phát lại mệt lắm. Mình đi nhặt diều về rồi nhé các bạn nhé. Nắp quả sáo D43-44 này lặng quá các bạn ạ. Hôm nay đâm thử sáo đơn, quả hôm sau mình sẽ test quả sáo dài nha các bạn nhé. Đây, đi xuống ruộng lúa nhặng quá các bạn ạ, mệt người. Hôm sau mình sẽ thả quả dàn nhé, mọi người chờ quả video số sau nhé. Video hoàn hảo hơn. Hoa đàn 11 cháu. Hoa đàn 15. 11 cháu D15 anh em ạ. À, anh em muốn tin được không? Tin hay không tin thì đón xem clip sau con này nhá. Thì thôi chắc là mình đã làm xong em diều sỏng vân này rồi nha các bạn nhé. Cũng test rồi, lên rồi. Ok rồi. Mà chưa có gió to để thả để đậu được cho mọi người xem. Chưa có một bộ dàn sáo hoàn chỉnh, mới thả một bộ sáo đơn này thì lại bị lặng đầu quá các bạn, khó lên. Cho nên là hẹn mọi người clip sau hoàn chỉnh một bộ dàn khác nhé. Có thể là biết đâu hứng thú làm được bộ hoa đàn 15 cháu, à con D15 11 cháu hay sao ấy. Em ạ, thôi, không lý thiên lại mình sẽ dừng clip đây. Thì cảm ơn mọi người xem video của mình rất nhiều. Thế hay thì hãy like và đăng ký kênh, bấm chuông bên cạnh theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Giờ xin chào, hẹn các bạn ở clip sau. Không chào à?